Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Ngay vậy 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thụ lệnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống làm giá chuộc muôn người. Anh chị em thân mến, hôm nay phụng vụ hội thánh mừng lễ Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Theo các sách tin mừng thì trong số 12 tông đồ của Đức Giêsu có hai vị cùng mang tên Gia-cô-bê. Một vị là anh của ông Gioan, con Giê-bê-đê, một vị là con của ông An-phê. Vị được phụng vụ mừng kính hôm nay là Gia-cô-bê, anh của ông Gioan, con ông Giê-bê-đê. Vì thế bài phúc âm được trích đọc hôm nay tường thuật câu chuyện người mẹ của hai ông Gia-cô-bê và Gioan là bà Giê-bê-đê đến xin Đức Giêsu cho hai người con trai của bà được ngồi bên tả và bên hữu của người trong vương quốc mà họ nghĩ là người sắp thiết lập. Đây là một sự kiện rất quan trọng giúp ta hiểu được kế hoạch cứu độ của Đấng Cứu Thế Giêsu và tinh thần của người lãnh đạo theo khuôn mẫu của người. Trước tiên là kế hoạch cứu độ của Đức Giêsu Đấng Cứu Thế. Tất cả 12 môn đệ của đã được Thầy Giêsu chọn làm tông đồ đều hy vọng rằng Thầy của họ sẽ lên làm vua thiên sai theo nghĩa trần thế, và họ sẽ được chung phần vinh quang với người. Gia-cô-bê và Gioan tranh thủ mối liên hệ huyết thống với Thầy Giêsu nên cầy nhờ mẹ mình đến xin trước xí phần hai vị trí quan trọng nhất, bên tả và bên hữu của Thầy. Có lẽ nếu chúng ta vào hoàn cảnh của hai vị tông đồ này thì chúng ta cũng làm như thế. Tuy nhiên, điều mà hai ông này cũng như 10 ông còn lại không hề biết đó là Thầy Giêsu của họ không có ý định làm vua theo nghĩa trần gian. Vì thế việc họ cầu cạnh người mẹ đến xin Thầy trước hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng Đức Giêsu lại muốn nhân cơ hội ấy để khơi gợi lòng nhiệt thành dấn thân của họ cho sứ vụ mà người muốn trao cho họ. Người nói với họ, các người không biết các người xin gì. Các người có thể uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ liền thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Có lẽ lúc trả lời Thầy là uống nổi chén của Thầy, họ không hề biết đó là chén gì đâu. Nhưng vì hy vọng được chia phần vinh quang với người nên họ nhiệt thành cam kết. Còn Đức Giêsu, người không hứa cho họ hai vị trí bên hữu bên tả, người cũng không thẳng thừng từ chối họ, nhưng chỉ nói đó là quyền của Chúa Cha quyết định. Điều Đức Giêsu hứa cho họ đó là họ sẽ được chia sẻ chén của người. Sau này họ sẽ biết đó là chén thương khó mà Thầy của họ phải uống cạn trước khi được vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Đó là kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đã vạch ra cho Đấng Cứu Thế của Ngài. Và Đấng Cứu Thế cũng muốn mời gọi các môn đệ thân tín nhất của người tham dự vào khi nói, chén của Thầy anh em cũng sẽ uống. Thánh Gia-cô-bê đã là người đầu tiên trong số 12 tông đồ uống cạn chén của Thầy khi Ngài bị vua Hê-rô-đê Agrippa chém đầu vào khoảng năm 42.
Ngài đã giữ tròn lời hứa với Thầy. Tiếp theo, chúng ta được nghe Chúa Giêsu dạy về tinh thần của người lãnh đạo theo khuôn mẫu của Người. Phần thứ hai của bài phúc âm hôm nay tường thuật thái độ của 10 vị tông đồ còn lại. Họ tức tối với hai anh em ông Giacôbê. Cả chúng ta cũng tức tối nếu ở vào hoàn cảnh của các ông. Nhưng Đức Giêsu lại nhân cơ hội ấy để dạy các ông và cả hội thánh sau này bài học vô cùng quan trọng về tinh thần của người lãnh đạo. Đó là lãnh đạo trong giáo hội không giống như lãnh đạo ngoài thế gian. Ngoài thế gian thì người lãnh đạo dùng uy mà thống trị, dùng quyền mà cai quản. Còn trong giáo hội, làm lớn thì phải phục vụ, làm đầu thì phải làm đầy tớ theo gương mục tử nhân hầu Giêsu, phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Lãnh đạo theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu là như thế. Các tông đồ của Thầy Giêsu, trừ ông Judas Iscariot, đều làm theo lời dạy của Thầy. Các thế hệ môn đệ về sau cũng theo gương các tông đồ trở nên những vị lãnh đạo theo khuôn mẫu Giêsu. Nhờ đó hội thánh phát triển nhanh chóng và lan rộng khắp hoàn cầu. Tuy nhiên, thời nào cũng có một số vị lãnh đạo không theo gương mẫu Chúa Giêsu, trái lại còn gây gương mù gương xấu cho đoàn chiên được giao cho mình. Vì thế chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện cho các vị lãnh đạo giáo hội của chúng ta hiện nay, các đức giám mục, các linh mục luôn biết sống theo tinh thần mục tử của Chúa Giêsu, đó là biết khiêm tốn phục vụ và dám xả thân vì ơn cứu độ của đoàn chiên, thay vì quá bận tâm với vu thứ thế gian và tìm cách làm đẹp lòng người đời. Lạy Chúa Giêsu, xin thương đến các mục tử mà Chúa đã đặt lên coi sóc chúng con. Xin ban dồi dào ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn các ngài luôn biết tìm kiếm và thực hiện ý Chúa, hầu đoàn chiên Chúa luôn được đi trong đường lối Chúa và đón nhận được ơn cứu độ. Amen.